this. Sao nghe bé dữ dội thế nhỉ? Cái loa của mình đúng không? Ồ, chắc là loa của mình rồi. Đúng rồi. Oh my god, I'm sorry. I am sorry. Các mẹ ơi, bây giờ là 8:11. 8:11 trong buổi học đầu tiên. Alo ạ. Có nghe rõ chưa? Rồi, con nghe rõ rồi. Con xin lỗi, đấy là tại vì bên loa nhà cô. Trời ơi, em nghe to lắm mà cô cứ bảo. Thấy các mẹ đã vào hết chưa? Mới có thêm một mẹ vào, mẹ Tào Thí Chi vào. Trời ơi, các mẹ chắc là quên hết lịch học của con rồi. Đang ngủ đông. Buồn đó, ghê. đó, đó, đó. Không phải, do loa của nhà cô ấy, chụp lên lại hơn. Không, nhưng mà lại đang cô cắm loa, cái loa ngoài vào mà không để ý cái loa trong này chưa mở to. thế thì bạn nhìn vào trong đấy được mà. Ôi mẹ Đào Thị Chi này. Sao các mẹ các mẹ toàn để là hột xoài vậy? Để tên Facebook của các mẹ xong rồi cộng với tên của con mình thì cô đúng mới rồi, biết quên là mẹ lại nào. lúc đấy lúc lúc hướng dẫn là ghi hột xoài mà anh Tùng không, tự nhiên mình nghĩ ồ mình hột xoài Bùi Nguyên Khang, thật ra là hôm qua mình nhầm, con là Bùi Nguyên Khang, em là Bùi Nguyên Tăng, mà mình đang tăng tên là Bùi Nguyên Đây còn mẹ Thùy Chi này, bây giờ để như này làm sao mà cô biết là con tên là gì đây? Tí nữa cô gọi tên con kiểu gì đây? quả. Em viết rồi mà cô. Viết rồi nhưng mà cái này là tên Facebook của mẹ. Lại còn tên Facebook của cô nữa. Mình chỉ để thứ nhất là tên Facebook của mẹ, thứ hai là tên của con. Thì tí nữa cô mới biết gọi tên con là gì chứ, đúng không? Dạ em viết ý như là viết hột xoài xong cách Thùy Chi đào rồi mà. Đúng rồi, nhưng mà à, Thùy Chi Đào là tên của con đấy hả? Dạ đúng rồi. Ai bảo các mẹ tật đặt hết tên Facebook của cô ấy này hả? À, Phải đặt tên Facebook của chính mẹ á. dạ Vâng, tên lần của sau cũng con. được. Lần sau cũng được, bây giờ cứ ở nguyên này thôi nhé. Ôi giời ơi, các mẹ khác đâu hết rồi nhỉ? Hay là các bạn nhỏ này dậy muộn? Hello, cô đi con. Cô đi. Đó, mình đã đổi. Mình đã đổi tên rồi. À, đổi tên luôn được mà nhỉ? Bước đi đến làm kia. Nhưng hàng Bùi Nguyên Khang. Em học mẹ, các mẹ để điện thoại vào một chỗ cố định nhá. Để lên bàn đi hay để lên đâu, để ngang ra. Để ngang ra tí nữa nhìn mới rõ ạ. Khang ơi.
gọi vào đây hả? Bùi Minh Khang. Đi đâu? Chắc không phải vào ấy được hả? Vào Facebook, à vào mạng ấy thôi chứ không là. Đâu rồi, màn hình của bé Đào Thị Chi đâu rồi nhỉ? Dạ, đây ạ. Hằng Đào Nguyễn Quân Vinh. Ôi dồi ôi. Đi đâu? Trong khi chờ đợi, mình sẽ giới thiệu một vài đặc sản ở ngoại mình. Ui, quả bơ à? Bơ kìa. Trời ơi, mẹ nhóm 1 chưa vào, mẹ nhóm 2 vừa thông báo 8 giờ 50 mới vào mà giờ đã vào luôn rồi. Các mẹ ơi. Nhóm 1 thì chưa học xong. Nhóm 1 thì còn chưa cả bắt đầu học nữa. Quả bơ, bơ đây. Quả bơ nhà mình nhiều thế. Có mấy cây ạ? Nhà em có nhiều cây lắm. Ủa, cô ở đâu vậy? Nhà cô ở Thái Nguyên ạ. Không có cây này. Qua rồi. Nhà mẹ Đào gì đây? Đào Thị Chi ở đâu ạ? Dạ em ở Đồng Nai ạ. Đồng Nai, Thái Nguyên. Thế còn mẹ Nguyễn Khang? Đắk Lắk. Đắk Lắk à. Mẹ để cái á, mẹ Nguyễn Khang để cái màn hình ngang ra, để ngang ra. Tí nữa chia sẻ màn hình nhìn thấy rõ ạ. Gôn ơi, bố học đi. Nhóm 01. Thế này là chắc các mẹ kia không vào rồi, 8 giờ 17 rồi. Là sao thì học sau vậy? Sẵn sàng nha. Chị Chi chào cô đi con. Con chào cô đi. Chị Chi chào cô kìa. Chị Chi chào con, chị Chi ơi. Con chào cô đi. Anh tay lại, vòng tay lại nào. Con chào cô nào. Ôi dồi ôi. Đứng như vậy. Con chào cô. Nhìn thấy cô chưa? Dồ quá. Điểm đấy. Được rồi, cô chào Thị Chi nha. Good morning. Good morning. Good morning, morning. Good morning. Good morning. Good morning. Nguyễn Khang. Where's Nguyễn Khang? Nguyễn Khang. Nguyễn Khang. Nguyễn Khang. Đây, đây, đây. Lát nữa, lát nữa mình chồng. Lát nữa mình chồng. Cô có mấy bé rồi cô? Cô mới có một bé đầu tiên 10 tháng thôi. Chưa như các mẹ có con lớn hết rồi. Mẹ 2-3 con rồi. Mệt lắm cô ơi. Muốn tham gia các chương trình đông con cho nên là mệt lắm. Như kiểu chạy show ấy nhỉ. Các mẹ có con à. Như kiểu chạy show luôn. Bùi Nguyên Khang đâu rồi? Vào lớp đi nào để chuẩn bị học bài nào. Có con từ sáng kế này cô. Ủa mẹ Nguyên Khang đâu rồi? Chẳng biết chạy đâu rồi đây này. Hello, hello. Xin chào bạn Đào Thị Chi này. Mình là Nguyên Khang. À Nguyên Khang đây rồi, con chào Nguyên Khang nha. Yeah. Hello Nguyên Khang. Hello cô. Yeah. Good morning. I love you. Let's listen to the song in the morning. Good morning. Listen. Hello. 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 How are you? I'm good. I'm good. I'm great. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm great. I'm wonderful. I'm wonderful. Hello.
Hello, how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm hungry. I'm not so good. Màn hình PowerPoint nhé. Yeah. Okay, everybody say hello. 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 Good. Hello, everybody. Okay. My name's Mango. My name's Mango. Mango. I'm teacher Mango. Cô là cô Mango nhá. Tên tiếng Anh của cô là Mango nhá. Các bạn sẽ gọi cô là Teacher Mango. Thì Chi nói nào, thì Chi nói cô nào. Mango. Mango. Thì Chi nói nào, thì Chi nói đi. Thì Chi, Mango. Mango. Yeah, con nói đi. Yeah, yeah. Nguyên Đăng sẽ. Cô nè, Mango. Đó. Mango. Mango. Mango, good job. I am teacher Mango. Thank you. Hello, good morning. Mango, teacher. Okay, let's play a game. Bây giờ sẽ chơi một trò chơi nha. Trò chơi tiếng Việt chứ nào. Các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Con nhìn ạ. Hai nhìn ạ. Các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Một, có. Hai, ba, bốn. Đó. Năm, đúng rồi. Nào các bạn đứng dậy. Đứng dậy nha, mẹ cho các con đứng dậy giúp cô nào. Đứng dậy không ngồi ghế nữa. Đứng dậy nha. Người làm theo cô nha. Theo cô kìa. Một, ngồi xuống. Một, ngồi xuống. Một, hai, đứng lên. Hai. Rồi, thì chị đâu rồi? Ba, ngồi xuống. Ba. Bốn. Năm. Một. Năm. Okay, good job. Giỏi quá các bạn ơi. Hello, good job. Okay, what? Look at. Wow, we have friends here. Chúng mình có các người bạn ở đây này, các bạn ở đây này. Nhìn hình đầu tiên giúp cô nha. Julie. Hình đầu tiên này, đợi cô chút nha. Đây, okay, everybody say Julie. Julie. Good job. Cô kìa, con đọc Julie. Nguyên Đăng, good job. Where's Titi? Titi đâu rồi nhỉ? Where's Titi? Titi, where are you? Sao cả? Titi. Titi kìa. Nguyên Đăng, you say Danny. Đây. Danny. Nguyên Đăng, you say Danny. Danny. Nguyên Đăng, Emma. Emma, you say? Emma. Con nói đi. Emma. Nguyên Đăng, and Tichy say Mike. Mike. Good job. Good job, yeah. Good job. Okay, number one, say Julie. Good job. Number one,
Number one, Julie. Number two, Danny. Number three, Danny. Danny. Number three. Number three. M. 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 Emma. Emma. Good. When I get teaching, you say Emma. Number Emma. Four, Mike. Mike. Good job, everybody. Good job. Mike. Let's go. Say, Julie. 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 Good. Who's this? Who's this? Danny. 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 Good. M. Emma. Emma. Emma, good. Everybody good. Chi and Dang Nguyen, very good. And? And what? Who's this? Mine. Yay. And who's this? This is? Emma. Emma. And? Number two, number two, Danny. Number two, Danny. Danny. Who's this? Who's this? Mike. Good. And? Lát nữa cô có nhiều cho tôi. Jill? Julie. Julie. Yeah. Great, everybody. Let's play a game. Let's play golf. Do you want to play a game? Okay, so who's this? Nguyen Đăng, Nguyen Đăng. Tennis. Play tennis. Vị Chi, this is? Nguyen Khang đây. Chị Đăng luôn. Okay, Nguyen Khang say, this is, who's this? Emma or Julie? Emma. Chọn nào, bạn nào đây nhỉ? Nguyen Khang. Nguyen Khang. Con đó, Julie. Julie, Julie. Julie, okay, let's check. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Yeah! Great job! Okay, now next time, Tichi. Tichi, who's this? Emma. Emma. Danny. Tichi. Hello. Tichi, say. Dina. This is M. Dina. No, no. Here, Emma. Or Julie? Emma or Julie? Julie? Did she say? Mẹ nói họ con nha. Con mà không nói mẹ nói họ con nha. Con của con. Now Emma or Julie? Julie. Julie, let's check. No, it's not Julie. It's? It's, oh yeah. It's Emma. Julie tóc dài mẹ ơi, Julie tóc dài còn Emma tóc ngắn ạ. À. Okay. Nguyên Đăng. Nguyên Đăng bật tiếng lên con. Nguyên Đăng ơi bật tiếng lên con. Nguyên Khang, Nguyên Khang, cô nhầm. Nguyên Khang. Kìa, các bạn đánh tennis nè. Được chưa? Chưa nghe thấy này. Thì chị ơi, chơi game này. Thì chị ơi. Các bạn chơi tennis kìa. Gặp ai đi? Cô nghe. À đây rồi. Nguyên Khang. Who's this? Mike, let's check. Oh, no, no. So who's this?
Sai rồi con ơi. Nguyên Khang, Nguyên Khang. Yay. Not Mike. It's Dan. Dan. Who's this? Dan. Danny. Great. This is Danny. Oh yeah. Oh yeah. All right. Tichi. Who's this? Mike. Okay, say. Oh yeah. Oh yeah. Great. Win can good job. Now who's this? Masha. Emma or Julie? Julie. Did you say Julie? Oh yeah. Oh yeah. Great job. Wow. Great. Oh, let's go to the next. We finished the game. Try some game, boy. Okay, everybody say sing. Oh my. Sing. La 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 la. Sing. Sing. Okay. Minh Khang, let's sing. 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 Say sing. Sing. Say sing. Chi sing. 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 Talk. Talk. Okay. Hello. How are you? Yeah, I'm good. Thank you. So this is talk. 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 Good. Talk. Now sit. Sit. Okay. We sit. Everybody sit. Sit. Okay. Now next. Sit. Stand. Stem. Okay. Now các bạn ơi làm theo cô nha. Stem. 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 Thì chi? Stem. Stem. Okay. Sit. Ngồi xuống nào. Sit. Okay, singing. La la la, sing. La la la, la la la, la la la, sing. Good, teaching. Talk. Wear your hands. Talk. Yeah. Okay. Let's see what's next. What's this? Talk. Okay. Talk. Great. Sing. And? Sing. Sit. Great. And stand. Everybody stand. Stand. Sit. Sing. La 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 la. Sing. Sing la 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 la. Sing. Talk. Yay. Everybody say again, sit. Sit. Talk. Damn, good. Stand. Great. Sing.
vừa vào, không biết là bạn nào đây. Mỹ Phương. Cô check nào. Hello Mỹ Phương là bạn nào đây? Hello. À, Mỹ Phương, Nguyễn Minh Thu. Để chị ngồi lên này. Mỹ Phương ơi, Mỹ Phương ơi. Chị cười lên, cười lên. Gồn nha. Mỹ Phương ơi. Mỹ Phương ơi. Mỹ Phương đâu rồi nhỉ? Mỹ Phương. À, Thùy Chi và Nguyên Khang chào bạn Mỹ Phương nào. Chào Mỹ Phương. Hello Mỹ Phương. Good morning. Mỹ Phương, can you hear me? Good morning. Good morning, Mỹ Phương. Ôi giời, Mỹ Phương ơi, còn 5 phút nữa, nhanh lên con ơi, không biết giờ học này. Ra con nào? Tay ra nói. Hello Minh Khang. Nguyên Khang. Nguyên Khang. Mỹ Phương có vẻ đang kết nối thôi, kệ nha, kệ bạn ấy nha. Ok, let's play game. Let's play fishing game. Everybody, let's go. Wow. So this is Stick. Nguyên Khang, Thùy Chi đào. Đào Thùy Chi. Đào đi con. Đào đi. Oh yeah. Oh yeah. Let's go snake. This is what? Stand. Sing. Sing. No, sing. Is this sit? Sit. Yeah. Sit. Sit. This is. Stand. Stand. That's like my stand. Oh yeah, stand. Wow, let's go next. This is stand. This is what? This is what? Sing. Yeah. Okay. Wow, this is finished. The lesson is finished. Nay học xong rồi này các bạn ơi, thank you and goodbye. Cô sẽ gửi bài homework nhá. Bye bye. Thì các mẹ ơi, bài tập về nhà ngày đầu tiên sẽ là cho các con xem các hình này và đọc tên thật to các bạn nhá. Julie, Danny, Emma, Mike. Và đọc tên các hành động này là sing, talk, sit và stand. Ok chưa nhỉ? Okay. Cô sẽ gửi bài này qua nhóm nhá. Xong đấy thì các okay, bạn okay. Video nhá. Ôi, bạn Nguyên Khang này hợp tác quá. Ok, thì chị cố gắng là sau nhá. Dạ. Chị hợp tác gì luôn á? Tắt nha cô. Ờ, tắt nhá. Chào con, chào bạn Nguyên Khang. Chào nhà Nguyên Khang và chào bạn nhà Thùy Chi nhá. Chào các con. Goodbye. Goodbye. Yêu các con mỏi quá. See you again. Bye.
See ya. Con tắt nha cô. Vâng ạ, tắt ạ.